Cây kiếm này càng đánh càng mạnh nha. Đây mình đánh vào dummy cho mọi người xem. Đấy mọi người thấy không? 3, 4, 6, 10, 18, 34. Ok, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình là Gà đây. Và hôm nay mình đã trở lại với Minecraft sinh tồn trong thế giới toàn là kiếm. Và tập trước mình đã có chế tạo thanh kiếm mạnh nhất trong Minecraft. Thì đây chính là kiếm Beacon nha mọi người. Khi mà mình đánh thì nó sẽ cho mình một cái hiệu ấn ngẫu nhiên mọi người ạ. Hiệu ấn ngẫu nhiên level 2. Đấy, hồi phục này, tăng khả năng nhảy cao, đào nhanh, rất là nhiều hiệu ứng luôn mọi người ạ. Hiệu ứng nào cũng ngon hết mọi người ơi. Và tập hôm nay mình lại tiếp tục chế tạo những thanh kiếm kỳ lạ ở trong thế giới kiếm này ha. Và tiêu điểm của tập hôm nay đó chính là kiếm Phalaen nha mọi người. Rồi sau đó mình cùng các bạn đi tiêu diệt rồng Ender để chế tạo những thanh kiếm trong The End ha. Trong lúc ập thì mình có sắp xếp vài số thứ mọi người, như là mình di dời cái chỗ bàn enchant xuống phía dưới này và cái cổng địa ngục luôn, mình cũng đem xuống phía dưới, cũng như là mình có sinh sản thêm ong thì ong nó đang làm mặt thêm mọi người ạ. Và mình được vài lọ mật ong rồi mọi người ơi. Tổng cộng là mình có bao nhiêu lọ đây? 3 lọ mật ong rồi mọi người à. Và rương của mình thì mình chưa sắp xếp, nhưng mà mình có cài thêm một cái mod hỗ trợ mình sắp xếp đồ nha mọi người. Chỉ là một cái mod hỗ trợ sắp xếp đồ thôi nha mọi người, nó không có ảnh hưởng gì hết, nên là mọi người cứ yên tâm ha. Và cái chỗ enchant mới của mình đây nha mọi người, một cái chỗ enchant mới trong hang đá. Và đây là cổng địa ngục của mình, mình làm nó hơi bí mật một xíu tại vì mình sợ mấy cái con ong với mấy con động vật của mình nó chui vô ấy. Đấy, mình đi vô cổng địa ngục xem coi thử là nó có dịch chuyển sang cái chỗ khác không, mà mình nghĩ là không đâu, nó cũng là chỗ này thôi. Hai nước mắt của Gat là mình có thể làm được hai pha lê The End rồi đó mọi người. Ồ, nó còn thù mình luôn. What, lâu vậy rồi nó không bỏ qua cho mình. Quỷ này, tao đang cầm kiếm hại thì ma đó con. Và mình mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ series sinh tồn kiếm. Mỗi tập chỉ cần các bạn like mạnh cho mình hơn 500 like thì mình sẽ có động lực làm tập tiếp theo cho mọi người xem ha. Ồ, mình nghe con Bitlin. Ồ, sao kỳ vậy, có đúng con này đuổi theo mình. Ồ, là sao? Ê, là sao, là sao? Không hiểu lắm. What? Không hiểu lắm. Ui, nữa này. Chết hết đi. Thù dai quá. Hình như là mình có hai nước mắt của Gat rồi mọi người ạ. Mình chỉ cần thêm kính với lại mắt của Ender nữa thôi. Ồ, để mình về mình kiểm tra thử nha mọi người. Mình cũng không nhớ rõ nữa. Mình nhớ là mình có tiêu diệt hai con Gat và được hai nước mắt của Gat mà. Ok, trở về thôi. Ui, đừng có dí em nữa. Tha em đi mà. Dí dai thật. Ui, cái gì vậy? Về nhà rồi cũng không tha cho mình luôn. Mấy con quỷ này. Và đó chính là cổng địa ngục ở dưới hang đá của mình. Còn ở phía trên là chỗ enchant ha, cũng như là chỗ chứa sách enchant của mình luôn. Và khi nào mình chế tạo xong những thanh kiếm trong database này thì mình sẽ xây một cái căn nhà để sưu tập kiếm nha mọi người. Chứ mình để mấy cây kiếm ở trong nhà như vậy nó hơi bừa bộn ha. Để coi nha. Ở đây mình có một nước mắt của Gat này. Và bên đây hình như là mình chỉ có một nước mắt của Gat thôi mọi người ạ. Mình kiểm tra kỹ rồi, mấy cái rương này không có. À đây rồi, hai nước mắt của Gat. Wow, đủ rồi mọi người ạ. Không cần phải tìm thêm. Ê, tính ra là tập trước mình cũng có thể chế tạo kiếm pha lê The End ấy. Mình cứ tưởng là mình cần phải có nhiều nước mắt của Gat mọi người ạ. Nhưng mà không, chỉ cần hai nước mắt của Gat thôi là mình chế tạo được rồi. Mình sẽ lấy ngọc Ender ra này và chế tạo mắt của Ender. Rồi, chế tạo pha lê End thì chúng ta cần thủy tinh. Ok, đủ luôn, hai pha lê End. Yeah, chúng ta đã có. Và bây giờ chúng ta sẽ chế tạo kiếm Phalaen. Ủa sao kỳ vậy? Sao nó còn cái khung luôn? What, như là mình đang cầm tấm thủy tinh vậy mọi người ạ. Nhìn này. Oh, khác gì cái khung đâu. Cây kiếm này nó chỉ có một sức tấn công thôi mọi người ạ. Và tốc độ tấn công nó bị trừ nữa chứ. Vãi. Ủa, là mạnh dữ chưa? Wow, mình hiểu rồi mọi người ạ. Cây kiếm này càng đánh càng mạnh nha. Đây, mình đánh vào dummy cho mọi người xem. Đấy, mọi người thấy không? 3, 4, 6, 10, 18, 34, 66. Oh my god. Wow. Cái kiếm này mạnh vãi mọi người. Càng đánh càng mạnh là có thật. Để mình xem. 130. Dummy ơi, chịu nổi không? Wow. 258. Ui, các bạn nhìn mấy quả tim nó quăng ra này. Trời ơi, cái đống luôn. Rồi, chết con slam luôn mọi người ạ. Oh, con Dummy bị lỗi luôn rồi. What? Con dummy của mình nó bị lỗi luôn rồi mọi người à. Là do cây kiếm này nó mạnh quá. Con dummy này nó quá sức chịu đựng rồi. Ok, rất là tội dummy luôn. Thôi bây giờ dummy nó không còn test được kiếm đâu mọi người à. Mình cho nó nghỉ hưu nha. Mà mình không nghĩ là cái kiếm này nó mạnh tới vậy luôn á.
càng đánh càng mạnh mọi người ạ. Và bây giờ mình sẽ lấy mật ong nè. Thế là mình đã có một khối mật ong nha mọi người. Mình chỉ cần một khối mật ong nữa thôi. Dạ, quá đơn giản. Tính ra anime nó cũng không hiếm lắm đâu. Đi vòng vòng là nó xuất hiện nè. À đây rồi, một con này. Để mình nhìn vào mắt của nó. Đấy. Mày hả bưởi? Đó. Kiếm này để trừng trị anime mọi người à. Một hit. Ồ, mấy con này nó dí theo mình kìa. Đến lúc test kiếm pha lê rồi mọi người à. Càng đánh càng mạnh. Đấy. Cái này đánh những cái con quái vật mà nó máu trâu á mọi người thì rất là ngon nha. Chẳng hạn như rồng Ender, mình sẽ đi qua hướng này để tìm hang cũng như là tiêu diệt Enderman luôn. Có một con Enderman ở phía trước mọi người. Ô, mình nhìn thấy nó rồi mọi người ạ. What? Một phát đi luôn. Mới thì trời đã sáng rồi, farm mới được một ngọc Ender thôi. Bên đây có tổ ong này mọi người. Mấy con ong hình như là nó ui, hai tổ luôn. Rất là nhiều tổ ong mọi người ơi. Cơ hội của mình đây rồi, mình sẽ lấy nhiều tổ ong về. Ok, thế là mình đã có hai tổ ong và mỗi tổ ong có hai con ong đang làm mặt ở phía trong nha. Đem tổ ong về nhà rồi sau đó mình sẽ đi tìm khu mỏ bỏ hoang nha mọi người. Mình sẽ đặt mấy cái tổ ong tự nhiên ở dưới đất luôn. Chỗ này nè. Đó, cho tụi nó vô trong ha. Ui, đây rồi. Chúng ta đã có thêm một lọ mật ong. Và ở bên đây. Ồ, vẫn chưa xong mọi người. Mình lấy hết hoa chỗ nhà mình qua luôn đi ha. Đấy, rất là nhiều hoa luôn, cho tụi nó thụ phấn. Bây giờ mình sẽ xuống lại cái hang cũ của mình, đi tới chỗ khu mỏ bỏ hoang nha mọi người. Tại vì khu mỏ bỏ hoang lần trước mình chưa đi hết mọi người ạ. Lỡ may dưới đó nó vẫn còn vài cái rương thì sao đúng không? Mình vẫn còn hy vọng mọi người ơi. Mình sẽ đi qua hướng này, cái hướng này mình chưa đi qua mọi người. Ui, rất là nhiều vàng luôn. Mình sẽ lấy cây cúp gia tài của mình. Thì cây cúp gia tài mình đã ép chung với lại hiệu suất chậm hỏng nha mọi người. Nên là kinh nghiệm của mình các bạn thấy nè, chỉ còn có 6 level thôi. Đấy, mình ép vào nhau ấy, tốn mười mấy level luôn. Mình sẽ đào hết chỗ vàng này luôn nha mọi người. Mong là mình sẽ thấy được đá nhọn ở dưới này mọi người ạ. Ui khoan, đá nhọn này. Ui thật luôn. Yeah, có đá nhọn rồi. Ui khoan, không ổn, không ổn. Ồ, không sao, mình có kiếm hồi máu mà. Đấy, đứng đầy hồi máu thôi. Ui may quá mọi người ạ. Xuống lại khu mỏ bỏ hoang và cái kết, mình đã thấy được đá nhọn. Lấy đá nhọn này, rồi lấy thêm cái khối này nữa nha mọi người. Mình nghĩ là hai cái mai sáp nó gộp chung vô nhau ấy nên nó mới dài như vậy mọi người ạ. À. Ô, kim cương trước mặt, nhìn kim cương này. Quá trời luôn. 5 viên kim cương. 9 viên kim cương, trời ơi, một thành 4 viên. Wow, quá đã. Đúng là có gia tài đi mai nó sướng lắm mọi người ơi. Nhăn lên quá trời luôn. Mình bảo mình lấy đường ray về, mình làm đường ray qua bên dân làng rồi xuống hang cái kiểu. Nhưng mà mình lười thật mọi người ạ. À. Toàn là dành thời gian để chế tạo kiếm không à. Tìm hai cái thẻ đổi tên thì nó cũng hơi khó nha mọi người. Wow, nhìn này, một cái hang thạch nhũ nhọn cho bá lửa luôn. Sợi chỉ khá là nhiều, mình sẽ quăng bớt mọi người ạ. Mình sẽ đào thêm một tí lưu ly nữa ha. Ở nhà mình lấy lưu ly mình chế tạo kiếm hết rồi nên là lưu ly cũng hết tiêu. Ui cái gì vậy, hết hồn mà. Con quỷ ở đâu rơi xuống trước mặt làm điến cả người luôn. Xe mỏ ơi, xe mỏ à. Tìm cái xe mỏ mà khó dữ vậy. Ồ, lại có kim cương, quá đã. Wow, một ổ kim cương luôn. Tập này thì mình không có đi mai nha mọi người. Mình chỉ muốn xuống mai sáp để tìm thạch nhũ nhọn với lại là tìm thẻ đôi tên thôi. Wow, tới lại cái chỗ cũ rồi. Mình đi qua hướng này xem. Hướng này có rất nhiều thạch nhũ nhọn luôn. Mình nghe có tiếng lava trước mặt. À đây rồi, cuối cùng cũng thấy. Hình như cái rương này mình lấy rồi thì phải á. Thấy nó quen quen mọi người ạ. À. Không có thẻ đổi tên mọi người ơi. Cái rương này mình lấy rồi. Trời ơi, tôi cần thẻ đổi tên mà. Quả bỏng phát sáng làm gì. Oh no, không lẽ thẻ đổi tên nó hiếm tới vậy. Thôi, vẫn còn hy vọng chỗ khác mọi người ạ. Ở đây nhiều thạch nhũ nhọn ghê. Tìm đúng cái hang thạch nhũ nhọn rồi mọi người ạ. Wow, cái mai sáp này cũng rộng phết nhờ. Đi nãy giờ mà chưa thấy đường cục luôn. À đây rồi, có thêm một cái nữa nè. Táo vàng, sắt với lại đuốc. Ồ không cần, mấy cái thứ linh tinh không à. Cái xẻng chậm hỏng của mình nó sắp vỡ rồi mọi người ạ. À. Cho nó vỡ luôn đi, làm cái khác. Ồ có thêm kim cương nữa này. Wow, nhiều kim cương vậy. À một cái đung chành. Cái này mới ngon nè. Cái này chắc chắn là sẽ có thể đổi tên. Ồ không còn hy vọng mọi người ạ. À. No. Yeah, một lần hai cái thẻ đổi tên. Nó phải vậy chứ đúng không mọi người. Sorry mọi người là nãy giờ mình chưa bấm quay. Quái thật chứ.
mình chưa test kiếm nha. Nhiều ông vãi. Thì mình đã chế tạo kiếm Deep Stone rồi này, với lại kiếm nhãn ghi tên ha. Mình chế tạo rồi, nhưng mà lúc đó mình chưa bấm quay ấy. Ok, sorry mọi người nha. Cái kiếm đá nhọn này á, khi mình đánh vào con mớp á, thì sẽ có một cục đá nhọn ở trên đầu rơi xuống con mớp. Đấy, mọi người cũng hiểu mà đúng không? Và cái kiếm nhãn ghi tên, khi mình đánh vào con mớp thì con mớp nó sẽ có một cái tên ngẫu nhiên. Và kiếm này tốc độ tấn công của nó khá là nhanh nha mọi người. Cái con dummy của mình nó nghỉ hưu rồi mọi người ạ, nó biến mất rồi. Bây giờ mình sẽ test vào Reaper nha. Hello Reaper, mày muốn có một cái tên không? Cái gì? Griffin. Nó tên là Griffin mọi người. Ôi thôi xong rồi, mình bị kẹt rồi. Ui mày quá, nó chưa nổ. Còn con này, con này tên là gì? Alan. Rồi mình sẽ đặt tên cho em ngựa của mình. Em ngựa của mình tên là Rai. Ủa, đúng không? Mình đọc đúng không mọi người? Mình thấy mấy cái tên tiếng Anh này nó hơi khó đọc một xíu. Ôi trời ơi, đặt tên mà chết luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy mật ong ra nha mọi người. Lấy hai lọ mật ong ra. Đây, hai lọ mật ong. Và mình cần múc hai lọ mật ong nữa là mình có thể chế tạo được kiếm mật ong rồi. Đây nha, một lọ. Một lọ nữa mọi người. Ê. Cần một lọ nữa mọi người ơi. Mấy con ong này làm mặt lâu ghê. Đợi một xíu nữa đi ha. Một xíu nữa là mình chế tạo được kiếm mặt ong ấy mọi người. Bây giờ mình sẽ đi test cái kiếm Redstone nha mọi người. Đấy, mọi người thấy không? Nó khác gì cây kiếm Anvil đâu. Khi mà mình đánh con mớp á thì sẽ có một cục đá nhọn rơi xuống đúng không? Nhưng mà cái con mớp nó bị bật lùi ra thì cục đá nhọn nó không có dính vào người con mớp được. Ấy khá là cây cú. Và độ bền của nó khá là thấp mọi người à. Tại vì cây kiếm này cũng dễ chế tạo cho nên là độ bền nó khá là thấp. Ồ, nói chung là cái kiếm này thú vị thôi mọi người, chứ nó không có được mạnh cho lắm. Nhiều khi nó còn bóp mình lại ấy. Cái kiếm này nhìn nó cũng khá là kỳ lạ ha. Đây rồi, mình đã có mặt ong. Ui, chạy. Không để nó chích vào người mình. Và mình sẽ chế tạo khối mặt ong. Lấy thêm một khối mặt ong ra nữa. Và mình sẽ chế tạo kiếm khối mặt ong Honey Sword. Đây nha, rất là đẹp luôn. Một cái kiếm màu vàng mọi người ạ. Tốc độ tấn công bị trừ rất là nhiều luôn. Đấy, mặt ong sẽ làm cho nó bị chậm. Ui, rất là nhiều mặt ong luôn nè. Wow, phí quá đi. Ủa mà chậm lâu vậy? Wow, chậm rất là lâu luôn nha. Các bạn biết cây kiếm Snow không? Cái kiếm tuyết á, nó chậm có một xíu thôi. Mà cái kiếm mặt ong này nó chậm lâu vãi. Nhìn này, hình như là chậm tới 10 giây luôn hay sao ấy mọi người. Rồi, thì đây chính là kiếm mặt ong nha mọi người. Sẽ làm chậm con mớp trong 10 giây. Mình nghĩ là vậy á. Rồi mình sẽ làm thêm vài cái khung item nữa mọi người ạ. Mình sẽ treo cây kiếm mặt ong lên. Đây là cây kiếm mặt ong nha mọi người. Rồi còn mấy cái kiếm ở trong người của mình á, là mấy cái kiếm cần thiết nha. Mình sẽ đem theo. Chúng ta sẽ đi đánh rồng nha mọi người. Đánh rồng thì mình chỉ cần đem theo cái rương để vô đó làm hộp sugar thôi. Đem theo một cái bàn rafting nữa mọi người ạ. Vào đó thì mình có nhiều nguyên liệu để chế tạo kiếm lắm. Như là đá đờ en này. Rồi quả cho rớt. Rồi hộp sugar. Rồi những thanh kiếm đờ en nha. Những thanh kiếm đó thì mình sẽ chế tạo ở trong tập sau nha mọi người. Về nhà thì mình sẽ chế tạo. Mình tiêu diệt nó bằng kiếm nhặt mà nó vẫn không rơi ngọc Ender. Ui sao mà đóng mấy quật vậy. Ôi mấy anh ơi tha em. Em chỉ muốn lấy ngọc Ender thôi mà. Đông quá. À đúng rồi, tới gần cái chỗ nước này. Cho tụi nó xuống nước hết thì mình dễ đánh. Trời ơi, cái gì vậy? Hai con Enderman mà không có con nào rơi ngọc luôn. Ủa tính ra là cây kiếm này là kiếm nhặt luôn á. No. Tại sao mày lại nổ Ripper? Ok, vậy là đã đủ rồi đúng không? Mình đã có hai mắt Wander rồi. 1, 2. Yeah, cùng mình đánh rồng nào mọi người. Let's go. Ui, cứ tưởng rơi vào lava chứ. The end của chúng ta. Mình sẽ dùng cây cung. Mình bắn vào mấy cục pha lê. Một cục đã xong. Bây giờ đánh cục ở trong cái lồng spam. Hai cục. Cục thứ ba.
Wow, rất là chuẩn nha mọi người. Ok, hình như là hết rồi mọi người ạ. Ui. May quá không sao. Thôi thì cầm cái kiếm ở cái kiếm này, đúng rồi, cái kiếm tô tầm. Cầm cái kiếm tô tầm trên tay chắc ăn mọi người ạ. Đây rồi, cơ hội của mình mọi người ơi. Lấy cái kiếm pha lê ra nào. Ui, mà sao cái chỗ này nó sâu vậy? Ui. Wow, hơn nửa cây máu trong một lần đánh. Quá ảo luôn. Và nó vẫn còn tính đam nha mọi người. Có nghĩa là mình chỉ cần đánh nó 2 đến 3 đòn nữa thôi là nó chết luôn ấy mọi người. Ồ, nó xuống lại rồi kìa. Cơ hội của mình để test cái kiếm pha lê the end vào con rồng Vendor. Rất là thú vị luôn. Xuống đây nào. Ui, nó vẫn chạm tới mình được à. Ui, một đánh mà con rồng sắp chết luôn. Quá ảo mọi người à, không thể tin được. Cái kiếm này để dành đánh boss là hết chê luôn. Nó cứ dồn sát thương như vậy thì con boss nào chịu cho nổi đúng không? Mình đánh mới có một cái thôi mà con rồng nó bay lên phía trên rồi. Rồi xong. Con rồng nó đã chọn cái chết. Mình sẽ đứng ngay cái chỗ này. Ôi sao lắm Ender vậy. Mình đánh nhẹ cũng được, không cần phải đánh chí mạng nha. Đánh nhẹ con rồng cũng chết nữa. Đợi nó xuống này. Đây nha. Ô mấy đụng nhẹ cái dịch chuyển ra ngồi luôn. Ô chế tạo cái kiếm đá end đi. Ok, và đây là kiếm đá end. Cái kiếm đá end này sẽ giúp mình teleport hoặc là làm con mob bay lên trời. Rồi mình đã đánh xong rồng Ender và tập sau mình sẽ đi vào the end city để tiêu diệt Suker, làm kiếm Suker nha mọi người, với lại kiếm Taurus. Còn kiếm đá end thì mình đã làm rồi đây nha, mình test cho mọi người xem rồi sau đó kết thúc tập sinh tồn hôm nay luôn. Khá là giống cái kiếm gì ta, cái kiếm slam đó mọi người, nhưng mà cái con mob này nó bay lên từ từ, còn kiếm slam là nó bay lên liền luôn đúng không. Cái kiếm này có 5 sức tấn công nha, 250 độ bền. Đấy, làm con mob bay lên trời hoặc là mình dịch chuyển, hay là con mob dịch chuyển, có thể là mình dịch chuyển ấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi tới cổng rồng và xuống lại the end nha mọi người để nhặt kinh nghiệm và vào the end city. Rồi hôm nay mình chơi tới đây thôi nha mọi người. Tập hôm nay mình đã chế tạo một cái kiếm đánh rồng cực kỳ mạnh luôn, đó chính là kiếm end city, à không lộn đó chính là cái kiếm pha lê end mọi người ạ. Và tập sau mình lại tiếp tục chế tạo những thanh kiếm kỳ lạ cho mọi người xem ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay. Bye bye, hẹn mọi người vào video Minecraft lần sau. Mình tới cổng rồng lại đây.